Các bạn đang nghe truyện từ kênh Tiên Hiệp Audio, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo, xin cảm ơn. Thần Sủng Tiến Hóa, tập 28 Chương 185, Huyết Tinh Tiến Hóa Đây chính là hiệu quả dược tề của hắn. Đặng dịch miễu nhìn qua cao bằng. Mặc kệ cuối cùng có thể thành hay không, chí ít chỉ cần nhìn phản ứng kịch liệt như thế này, hắc bạo viên đã có phản ứng lại đối với loại dược tề đó loại xung đột này liền đại biểu có hy vọng. Dù sao, nếu như ngươi rót một giọt nước vào trong một nồi dầu, cuối cùng sẽ phát sinh phản ứng sao? Căn bản sẽ không. Đồng lý do, loại phản ứng xung đột kịch liệt như thế này, dù chỉ là quá trình xung đột cũng đã đáng giá để nghiên cứu. Đây chính là điểm mà đặng dịch miễu xem trọng. Dù cho cuối cùng thất bại, cũng có thể thông qua dược tề thí nghiệm này để nghiên cứu ra thứ hữu dụng. Theo thời gian trôi qua, phản ứng của hắc bạo viên càng ngày càng kịch liệt, lông tóc toàn thân biến thành ướt sũng, giống như được vớt ra từ trong huyết thủy, nhìn qua phá lệ dữ tợn. Hắc bạo viên vẫn một mực hôn mê bất tỉnh cũng rốt cục tỉnh lại, sau khi tỉnh lại hắc bạo viên trở nên phá lệ táo bạo, điên cuồng rống giận, hướng lên bầu trời gào thét hai cánh tay cường tráng không ngừng vỗ vào ngực mình, phát ra từng tiếng bịch bịch trầm đục. Hắc bạo viên tự hồ rất đau đớn, điên cuồng va chạm vào vách tường vách tường nơi đây đều sử dụng hợp kim đặc biệt, cực kỳ cứng rắn, cũng không sợ hắc bạo viên đánh xuyên qua. Nếu chỉ là một con quái vật cấp bình thường cũng có thể đánh xuyên qua vách tường hợp kim thì đúng là có chút kinh khủng. Vách tường cách âm cũng không thể ngăn cản tiếng trống thê lương truyền ra phía bên ngoài. Cuối cùng từ da lông của hắc bạo viên chảy ra từng đoàn huyết quang nồng nặc, sau đó bao bọc toàn bộ thân mình của nó ở bên trong. Tiến hóa, thế mà thật sự tiến hóa trái tim từ hà minh đột nhiên siết chặt đáy lòng ngũ vị tạp trần cũng nói không ra là có cảm thụ gì có hâm mộ có ghen ghét còn có một vài cảm xúc phức tạp khác thí nghiệm này thế mà thật sự thành công bị dìm ngập trong huyết quang tiếng trống của hắc bạo viên dần dần trở nên trầm thấp khàn khàn cuối cùng một đôi cánh tay tráng kiện màu huyết hồng nổ bắn ra từ bên trong huyết quang mạnh mẽ xé nát huyết quang lộ ra hắc bạo viên ở bên trong nhưng lúc này nếu còn gọi là hắc bạo viên thì đã không còn thích hợp. Tên quái vật, huyết tinh bạo viên, đặc thù huyết tinh tiến hóa, đẳng cấp quái vật, cấp 10 phẩm chất quái vật, phẩm chất tinh nghệ thuộc tính quái vật, huyết hệ sở thích quái vật, nhạt nhẹ nhược điểm quái vật, một bại huyết quả, hai sinh vật loại con đĩa. Yêu cầu tấn thăng phẩm chất hoàng mỹ, một cao cấp huyết tinh tiến hóa lộ tuyến tiến hóa chỉ có một loại. Nói cách khác, nếu như lựa chọn huyết tinh tiến hóa thì chỉ có thể đi theo con đường này đến cuối cùng lúc trước cao bằng lựa chọn lộ tuyến tiến hóa này cũng chính vì điều đó huyết tinh tiến hóa có tính bài xích cực mạnh gần như không có khả năng lại lựa chọn lộ tuyến tiến hóa khác nói cách khác nếu như người khác đến nơi này mua huyết tinh dược tề vậy thì nhất định phải quay lại nơi này mua cao cấp huyết tinh dược tề mới có thể tiến hóa đến phẩm chất hoàng mỹ mấy người khác đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi huyết tinh bạo viên sau khi tiến hóa huyết tinh bạo viên có bộ lông thuần một màu đỏ nhìn qua cực kỳ nổi bật cũng vô cùng chói mắt có câu nói rất hay mạnh chỉ là chuyện nhất thời thế nhưng soái là cả đời so sánh với màu đen ban đầu phong cách màu huyết hồng hiện nay nhìn qua cực kỳ chói mắt nhất định có thể thu hoạch được đông đảo thiếu niên ưa thích dược tề này là do ngươi phát minh đặng dịch miễu kinh ngạc hỏi Đúng, bao quát tài liệu nghiên cứu phát minh và tỷ lệ điều chế, tất cả đều do tôi một tay điều chế. Cao bằng mặt không đỏ tim không đập, ngón tay vàng đương nhiên cũng là bản lĩnh của mình. Đặng dịch miễu càng khiếp sợ, hậu sinh khả úy. Kỹ hàng vũ ho nhẹ một cái, quái vật này chắc hẳn chưa từng có người phát hiện ra. Không có, trước mắt trong số những loài quái vật đã biết không có loại này. Đặng dịch miễu nghĩ nghĩ, lắc đầu vậy con quái vật này cháu đặt tên là gì? Kỷ Hàng Vũ nói, cháu là người thứ nhất sáng tạo ra loại quái vật này, nên để cháu đến đặt tên. Gọi là huyết tinh bạo viên đi. Cao bằng nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp dùng tên bên trong khung số liệu. Nhìn như vậy cũng thuận mắt, miễn cho chính mình mơ hồ. Loại dược tề này có chi phí bao nhiêu? Từ Hà Minh hỏi. Không phải rất cao, chi phí chỉ có 7 điểm tín dụng thôi một điểm tín dụng bằng một vạn liên minh tệ, 7 điểm tín dụng tương đương với 7 vạn liên minh tệ. Trẻ thì khẳng định là không trẻ, nhưng dù sao cũng là ngự thú sư, ngự thú sư vốn được xem là một ngành nghề cao cấp. Có thể kiểm tra phẩm chất của con huyết tinh bạo viên này một chút. Từ Hà Minh gọi điện thoại, không bao lâu một nữ sinh có dung mạo tú lệ, mang theo kính mắt màu đen sách theo một cái rương đến dù cho áo blue trắng cũng không thể che lấp dáng người thước tha của nàng. Đây là cháu gái của ta từ Thanh Chỉ, là sinh viên năm 2 của Đại học Du Châu, nghỉ hè đến chỗ ta làm công. Từ Hà Minh cười giải thích một chút, sau đó tiếp nhận cái rương màu đen, mở cái rương ra, bên trong có chín viên đá màu đen đã được xử lý đặc biệt. Từ Hà Minh lấy ra một viên đá, sau đó khóa chiếc rương lại. Nhìn nét mặt của kỹ hàng vũ và đặng dịch miễu, chắc hẳn đã sớm biết công dụng của viên đá kia. Trong lòng Cao Bằng xúc động, thứ này chẳng lẽ có thể kiểm tra phẩm chất quái vật. Đây là linh tinh hắc diệu thạch, loại đá thiên nhiên biến chủng từ hắc diệu thạch, sau khi trải qua xử lý đặc biệt thì trên cơ bản có thể kiểm tra phẩm chất quái vật từ cấp lĩnh chủ trở xuống. Từ thanh chỉ chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh Cao Bằng, giải thích cho hắn. Thấy Cao Bằng nhìn qua, liền mỉm cười. Xử lý như thế nào? Cao bằng tò mò hỏi. Từ Thanh chỉ hé miệng suy nghĩ một chút, chuyện này trong chốc lát cũng không nói rõ ràng được, nếu không tìm thời gian ta sẽ từ từ nói với ngươi. Không cần, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Cao bằng lắc đầu. Chính mình có khung số liệu, lại không cần linh tinh hắc diệu thạch để kiểm tra phẩm chất quái vật, cứ trực tiếp nhìn một chút là có thể thấy rõ ràng thuộc tính quái vật rồi, làm sao phải phiền toái như vậy chứ. Từ Thanh chỉ sửng sốt một chút, trên mặt vẫn bảo trì nụ cười bình tĩnh ung dung như cũ. Kết quả đi ra là phẩm chất tinh nhuệ. Đáng tiếc không thể kiểm tra phẩm chất lúc trước của con hắc bạo viên này, nếu không có thể trực tiếp xác định 100% hiệu quả của dược tề. Cho dù như vậy, trước mắt cũng có tỷ lệ 99% có thể chứng minh tính thực dụng của dược tề. Từ Hà Minh cảm khái, đưa linh tinh hắc diệu thạch qua. Linh tinh hắc diệu thạch bị mài thành hình một cái gương lúc này ở trong mặt gương màu đen có một đoàn ánh sáng màu lam nhàn nhạt đang chậm rãi phiêu phù màu lam chính là phẩm chất tinh nhuệ cao bằng hiếu kỳ hỏi đúng nếu như là phẩm chất phổ thông thì ở trên mặt kính sẽ có màu trắng phẩm chất tinh nhuệ chính là màu lam phẩm chất hoàng mỹ chính là màu tím phẩm chất sử thi chính là màu cam từ hà minh giải thích cao bằng càng nghe thì sắc mặt càng cổ quái cái màu sắc này thế phẩm chất truyền thuyết là màu gì Cao bằng nhịn không được hỏi, ha ha, phẩm chất truyền thuyết quá thưa thất, rất nhiều người cả một đời đều chưa từng thấy qua. Nhưng mà ta ngược lại đã may mắn gặp một lần, quái vật có phẩm chất truyền thuyết tựa như là màu đỏ. Đặng dịch miễu xen vào. Cái linh tinh hắc diệu thạch này cảm giác rất đúng đắn. Không sao, nếu đã có công cụ có thể kiểm tra phẩm chất quái vật, thế thì hôm nay dứt khoát thử nghiệm tất cả dược tề một lần đi. Cao Bằng nói xong liền quay người đi về phòng thí nghiệm, chờ đến lúc Cao Bằng trở về, trên tay của hắn đã cầm theo ba ống dược tề có màu sắc khác nhau. Màu vàng đất, màu xám trắng, màu ám kim. Ba ống dược tề ở trong tay Cao Bằng tản ra sắc thái mông lung. Chương 186, Hoàng gia dược tề. Thấy ba ống dược tề trong tay Cao Bằng, hô hấp mấy người lập tức dồn dập lên. Vốn ngay từ đâu bọn họ cũng không quá chú ý, dù sao thì việc điều chế dược tề cũng không phải là khó nếu muốn coi như một học sinh tiểu học cũng có thể điều chế mấy chục loại tất nhiên điều chế ra cái gì thì cũng không nói trước được nhưng cao bằng lại không giống dược tề huyết tinh đồ tể vừa rồi đã chứng minh bản lãnh của hắn chẳng lẽ dù là ánh mắt của kỹ hàng vũ cũng ngưng tụ vài phần lấy thân phận và địa vị của hắn tất nhiên biết rõ giá trị của bốn loại dược tề này còn nữa bản thân cháu ngoại đã mang đến cho mình rất nhiều kinh hỷ trước đó cao bằng tìm hắn muốn một chút tài liệu nói là để tiến hóa ngự thú kỹ hàng vũ cười cho qua chỉ xem là đồ chơi của tiểu hài tử bây giờ xem ra không phải đơn giản như vậy nhưng coi như không đơn giản thì lại như thế nào đây là cháu ngoại của ta là cháu trai của kỹ hàng vũ ta sau khi kỹ hàng vũ suy nghĩ cẩn thận thì giọng nói trở nên ngưng trọng Ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người ở đây, chuyện ngày hôm nay sẽ liệt vào cơ mật của tập đoàn, nghiêm cấm tiết lộ cho những người khác. Hiểu rõ. Kỷ tổng, ta biết, mấy người khác dùng dập gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này Kỷ Hàng Vũ mới gật đầu. Từ Hà Minh là thân tín của hắn, anh trai từ Hà Đề của Từ Hà Minh còn là bộ trưởng bộ an ninh của tập đoàn Nam Thiên có thể ngồi vững ở vị trí này liền có thể hiểu sức nặng của từ hà đề trong lòng kỹ hàng vũ. Trong lòng kỹ hàng vũ, kỳ thật mấy chi dược tề này chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí cả những lợi ích mà những loại dược tề này mang tới. Thứ hắn chân chính xem trọng, chính là an nguy của cháu ngoại. Nếu như những người khác biết được thiên phú của hắn, có thể hắn sẽ gặp phải không ít nguy hiểm. Thân là một tôn khống nghiêm trọng, kỹ hàng vũ không cho phép cao bằng gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Ba loại dược tề này ta phân biệt đặt tên là đại địa dược tề version 1, thạch hóa dược tề version 1 và hoàng gia dược tề. Đối tượng thí nghiệm của thạch hóa dược tề là một con cự lực nghĩ. Cự lực nghĩ là một loại loại quái vật hệ kiến thường gặp, toàn thân màu vàng nâu, chân trước rất phát triển, đồng thời cặp trâu trên trán cũng hết sức mạnh mẽ, chiều dài phổ biến trong khoảng 1.5 đến 2 m. Đặc điểm là lực lượng rất lớn. Lực lượng vốn là ưu điểm của loài kiến, loài cự lực nghĩ này kế thừa được ưu điểm của tổ tiên, nó có thể dơ lên vật nặng có trọng lượng gấp 30 lần trọng lượng bản thân. Đối với thể tích hiện giờ của nó, việc nâng lên một vật nặng gấp 30 lần bản thân là một việc cực kỳ khủng bố. Thiếu hụt duy nhất chính là độ linh hoạt của nó không cao, đồng thời lực phòng ngự cũng không phải rất mạnh, cũng quyết thiếu thủ đoạn công kích từ xa. Quyết thiếu thủ đoạn công kích từ xa cơ hồ là điểm yếu của toàn bộ các loại quái vật trong giai đoạn trước. Cao Bằng nói. Coi như bây giờ tiểu diễm đã tiến hóa thành một đài phun lửa di động, nhưng ở giai đoạn trước cấp thủ lĩnh cũng chỉ là một cái bật lửa mà thôi, chỉ có thể vô cùng đáng thương dùng mỏ chim đi mổ người khác. Muốn đề thăng độ linh hoạt sẽ rất khó khăn, đây là việc liên quan đến cải biến hệ thống kết cấu thân thể. Nhưng tăng lên lực phòng ngự của chúng cũng không phải quá khó. Nương theo lời nói của Cao Bằng, sau khi cự lực nghĩ sử dụng thạch hóa dược tề version một liền lẳng lặng nằm trên mặt đất, lớp vỏ bên ngoài thân bắt đầu ngưng tụ từng khỏa tạp chất màu nâu xám, nhưng những tạp chất này sau khi bài tiết ra từ lỗ chân lông của cự lực nghỉ cũng không trực tiếp biến mất, ngược lại giống như một tầng khôi giáp bao trùm bên ngoài lớp vỏ. Màu sắc bên ngoài của cự lực nghĩ dần dần trở nên nhạt đi, khôi giáp dần dần ngưng thực, giống như một pho tượng đứng tại chỗ. Mười phút sau, pho tượng nứt ra từ bên trong chui ra một con kiến màu xám trắng ta đặt tên con kiến này là thạch tâm nghĩ tên quái vật thạch tâm nghĩ đẳng cấp quái vật cấp 7 phẩm chất quái vật phẩm chất tinh nhuệ sở thích quái vật một nước đường hai nhựa cây trạng thái quái vật khỏe mạnh bành trướng con thạch tâm nghĩ này sau khi tiến hóa liền giống như một ác bá đi lại bồi hồi ở trong phòng thỉnh thoảng gõ gõ lớp vỏ giáp cứng như đá của mình nước đường. Chính là loại nước có hàm lượng đường tương đối nhiều. Cao Bằng gọi A Xuẩn tới. Sau đó đem xúc tu của A Xuẩn tách ra, tay phải luồn vào trong không gian tìm tòi thứ gì đó. A Xuẩn nghi ngờ nhìn qua chủ nhân, thỉnh thoảng lại dùng xúc tu vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay của Cao Bằng. Ừ, tìm được. Cao Bằng liền biết, trong không gian của tên gia hỏa A Xuẩn này khẳng định sẽ ẩn giấu rất nhiều nước trái cây. Trong nháy mắt khi tay phải lấy ra, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng a xuẩn đã ngửi được hương vị nước trái cây ta ta nước trái cây ngu ngu xuẩn cao bằng a xuẩn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay quấn chặt lấy cánh tay cao bằng liều mạng lôi kéo nước trái cây thân thể đã hoàn toàn song song với mặt đất ký lực của a xuẩn đúng là rất lớn kéo cao bằng không ngừng trượt trên mặt đất một cao bằng nhẹ nhàng gõ một cái vào trán của a xuẩn gọi chủ nhân không lớn không nhỏ. Buông tay, hôm nay ta lấy của ngươi một ly nước trái cây, ngày mai trả lại cho ngươi mười ly. A Xuẩn trong nháy mắt dừng động tác, nghi ngờ gãi gãi đầu. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí từ không gian tùy thân móc ra năm ly nước trái cây, lấy lòng, đưa cho Cao Bằng. Cao Bằng buồn cười nhìn A Xuẩn một chút, ngươi cái tên này, làm sao cũng không chịu thua thiệt. A Xuẩn mặc kệ, vẫn một mạch đưa tất cả nước trái cây giao cho chủ nhân. Sau đó dương lên tất cả xúc tu, ở giữa không trung không ngừng vũ động, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ly nước hoa quả. Nói xong liền tiến lại gần, tất cả xúc tu dán vào trên mặt cao bằng, đẩy thế nào cũng không ra. Chỉnh lý quần áo có chút bẩn của mình một chút, cao bằng ho nhẹ một tiếng, được, trước kia ta có nghiên cứu qua về sở thích của thạch tâm nghĩ, đó chính là nước trái cây thơm ngọt. Nói xong cao bằng ném ly thủy tinh vào trong qua lỗ nhỏ. Ly thủy tinh rơi xuống mặt đất liền bột một tiếng bể nát, nước trái cây bên trong và các mảnh thủy tinh bay tung tóe. Thạch tâm nghĩ ngẩng đầu bình tĩnh ngửi ngửi mùi vị trong không khí. Khi ngửi được mùi vị nước trái cây, động tác của thạch tâm nghĩ dừng lại một chút, sau đó quay đầu, cắt gao nhìn chầm chầm vào chỗ nước trái cây trên mặt đất. Một đường bò qua, mấy miếng thủy tinh trên mặt đất phát ra tiếng phốc phốc, giòn vang. Thạch tâm nghĩ ngơ ngẩn giống như không hay biết, mẫu thủy tinh trên mặt đất đã bị dẫm đến nát bấy. Cúi đầu xuống, bình tĩnh liếm láp nước trái cây, cặp trâu trên đỉnh đầu không ngừng ngọ ngoại tỏ ra nó đang hết sức vui vẻ. Sau đó cao bằng lại lần lượt thí nghiệm đại địa dược tề version 1 và hoàng gia dược tề. Quái vật tương ứng là kim quang quyển và sơn lan tước. Kim quang khuyển là một loại ngự thú giống chó khá phổ biến trí thông minh trong các quái vật đồng cấp cũng thuộc tốt đầu. Hơn nữa tính cách của chúng ôn hòa, hay vui đùa với trẻ con trong gia đình, cũng rất kiên nhẫn, là một loại ngự thú hết sức ưu tú. Sau khi sử dụng đại địa dược tề, kim quan khuyển đại địa kim quan khuyển, phẩm chất tăng lên một cấp, lực lượng và độ bền bỉ đều tăng trưởng theo các trình độ khác nhau. Có lẽ thiếu hụt duy nhất chính là da lông hơi trở nên ảm đạm một chút, không có chói mắt như trước, nhưng nhìn qua càng thêm chững chạc. Một con khác là sơn lan tước, chúng là một loài ngự thú loại chim thường thấy ở vùng núi, là do sơn ma tước tiến hóa thành sau tai biến. Mặc dù trước tai biến do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường nên số lượng loài chim này đã giảm xuống, nhưng so sánh với số lượng các loài chim khác thì vẫn chiếm ưu thế. Càng quan trọng hơn là năng lực sinh sản của sơn ma tước cực kỳ khủng bố, sau tai biến số lượng lại tăng mạnh. Thể tích sơn lan tước không lớn nhưng tốc độ lại rất nhanh, hơn nữa tính tình hung mảnh, trong mỏ chim mọc ra những chiếc răng rất sắc bén. Sau khi sử dụng hoàng gia dược tề liền tiến hóa thành sơn lan hoàng tước, phẩm chất trực tiếp từ phẩm chất phổ thông tấn cấp thành phẩm chất tinh nhuệ. Tên quái vật, sơn lan hoàng tước phẩm chất quái vật, phẩm chất tinh nhuệ đẳng cấp quái vật, cấp 5 thuộc tính quái vật, dương hệ sở thích quái vật, thịt, thịt có tơ máu. Nhu cầu tấn thăng phẩm chất hoàng mỹ. Bởi vì sử dụng hoàng gia dược tề, cho nên nếu tiếp tục sử dụng hoàng gia dược tề sẽ có thể tiếp tục tiến hóa đến phẩm chất hoàng mỹ, nhưng nếu muốn tấn thăng lên quái vật cấp lĩnh chủ thì độ khó sẽ tăng cao. Nhìn những thay đổi của ba con quái vật sau khi thí nghiệm khiến cho những người ở đây đều chết lặng. Từ Thanh chỉ đã thực tập ở phòng thí nghiệm của đại bá một khoảng thời gian, càng học tập thì nàng càng cảm thấy cái nghề dục thú sư này thật sự phải xem mặt. À không, xem thiên phú. Hiện tại, ánh mắt của nàng nhìn cao bằng giống như đang nhìn một con quái vật. Chương 187, Lôi Công Hôm nay kỹ hàng vũ cảm thấy rất cao hứng. Đây là một loại kiêu ngạo, tự hào tự nhiên sinh ra khi trưởng bối nhìn thấy vãn bối của chính mình có tiền đồ. Sau khi được cao bằng thông báo hiệu quả của bốn loại dược tề này đã được tăng thêm một bước, kỹ hàng vũ cuối cùng quyết định đưa huyết tinh đồ tể dược tề, đại địa dược tề version 1 và thạch hóa dược tề version 1 vào sản xuất hàng loạt, sau đó bán ra ngoài với quy mô lớn. Hoàng gia dược tề có giá trị quan trọng hơn nhiều, trước mắt sẽ không bán ra ngoài. Kỷ hàng vũ từ tốn nói, sau đó sờ lên đầu cao bằng, về sau cần đến tài liệu nào thì trực tiếp nói với ông ngoại. Đồng thời phòng thí nghiệm này của cháu nếu có thành quả gì đó cứ trực tiếp nói với ông là được, không cần để ý đến những người khác trong tập đoàn. Mặc dù kỹ hàng vũ là ông ngoại của Cao Bằng, nhưng sau khi ba người họ chứng kiến năng lực của hắn thì thật sự không cảm thấy kỹ hàng vũ đang thiên vị. Rời khỏi phòng thí nghiệm, đặng dịch miễu thở dài một hơi, xem ra không cần đến hai năm, hắn sẽ vượt qua chúng ta. Đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ, thật khủng bố. Ánh mắt từ Hà Minh tràn đầy phức tạp. Chỉ sợ so với ta cũng không kém nhiều lắm. Từ thanh chỉ đi theo phía sau đại bá, nghe bọn họ trò chuyện dường như có điều suy nghĩ ông ngoại gần đây tập đoàn có nhiệm vụ nào ở bên ngoài không sau khi ba người khác rời đi cao bằng thử dò hỏi ông ngoại khác biệt với những nghiên cứu viên khác hắn không cần chậm rãi làm thí nghiệm khi nghiên cứu lộ tuyến tiến hóa của quái vật chỉ cần quét mắt một vòng là được cho nên hắn ở trong phòng thí nghiệm hoàn toàn là việc chỉ lãng phí thời gian nghĩ đến giả ngoại thần bí tràn ngập điều không biết quái vật phong phú còn có các loại thực vật mới lạ khoáng thạch siêu phàm ở bên trong thợ săn quái vật có một quần thể rất đặc thù được xưng là thợ săn thế giới mỗi một thợ săn thế giới đều có xưng hào của riêng mình bọn họ là minh tinh bên trong ngự sử cũng là quần thể cường đại và đặc thù nhất bên trong ngự sử khác biệt với đại đa số ngự sử tầm thường vô vi bọn họ xâm nhập vào thâm sơn đại trạch tìm kiếm những khu vực mà nhân loại còn chưa đặt chân đến bọn họ là nhà thám hiểm thế giới cũng là dũng sĩ hoang dã quân đội cần trấn thủ căn cứ thị bảo hộ nhân loại những khu vực mà hiện nay nhân loại đã thăm dò được có gần một nửa là công lao của mấy thợ săn thế giới này nhiệm vụ bên ngoài kỹ hàng vũ nhìn cao bằng một chút cái tên tiểu tử nhà cháu từ nhỏ tính tình đã rất hoang dã rồi kỹ hàng vũ cười mắng hắn còn nhớ trước kia vào mỗi đợt cuối năm Cao Bằng rất thích leo cây, bắt cá trong hồ nước ở hậu viện, bắt chuồng chuồng gì đó. Ra bên ngoài cũng không phải không thể được, nhưng mà ngự thú của cháu cần phải huấn luyện một chút, phương thức chiến đấu của bọn chúng còn quá thô ráp. Kỷ Hàng Vũ nói với Cao Bằng. Kỷ Hàng Vũ cũng không vì Cao Bằng lộ ra thiên phú ở phương diện dục thú sư mà ép buộc hắn ở lại trong phòng thí nghiệm không ngừng nghiên cứu. Ngược lại, ở phương diện này Kỷ Hàng Vũ rất khai sáng giả ngoại chân chính cũng không phải là mấy khu rừng nhỏ ở gần căn cứ thị, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Cho nên, khi chưa được ông cho phép thì cháu tuyệt đối không thể xâm nhập vào giả ngoại. Nếu không, ta sẽ đánh gãy chân của cháu. Để cho cháu nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Kỷ hàng vũ lạnh giọng nói với Cao Bằng. Cao Bằng trầm ngâm. Chính mình có được thần thông đổ chuyển tinh di, cho nên muốn đánh gãy chân của mình, trước hết phải làm cho toàn bộ chân của ngự thú. Cao bằng nghĩ đến mấy trăm cái chân của đại tử, tám cái chân của A Bang, vô số xúc tu của A Xuẩn. À, còn tiểu diễm, không đề cập tới cũng được. Đại tử là thuộc tính lôi, mặc dù lực lượng hệ lôi của nó không nhiều lắm, nhưng cũng có thể vận dụng vào trong chiến đấu. Nhưng mà phương pháp sử dụng của nó còn quá thô ráp. Kỹ hàng vũ lắc đầu, dừng một chút, 6 giờ sáng ngày mai rời giường, mang theo toàn bộ ngự thú của cháu đến. Đúng rồi, trong ngăn tủ ở phòng cháu có quần áo thể thao, ngày mai mặc bộ quần áo thể thao này đến. Ngày kế tiếp, sắc trời vừa hửng sáng, Cao Bằng mặc quần áo thể thao mang theo mấy ngự thú đi tới bên hồ. Ông ngoại đã chấp hai tay sau lưng đứng ở bên hồ, lấy điện thoại di động ra xem thời gian, 5 giờ 57 phút. Trước tiên chống đẩy 30 cái. Kỷ Hàng Vũ từ tốn nói, Cao Bằng mộng bức, quát: "Ta bảo cháu đến lúc 6 giờ, cháu liền đến sát thời gian đó, coi như cũng đúng giờ." Thấy cháu có quan niệm thời gian như thế, ban thưởng cho cháu 30 cái chống đẩy để hoạt động gân cốt một chút. Cao Bằng mặc dù không thể nói được gì, nhưng vẫn làm theo. Cơ thể có lực lượng ngự thú phản hồi lại, Cao Bằng chống đẩy 30 cái rất nhẹ nhàng làm xong 30 cái mà mặt không đỏ tim không đập. Trong thế giới hiện nay, thứ đáng tin nhất không phải là tiền tài, cũng không phải là quyền lực, mấy thứ này đều chỉ là ngoại vật. Kỹ hàng vũ nhìn chầm chầm vào hai mắt cao bằng, thứ đáng tin nhất, chỉ có lực lượng của mình. Nói xong kỹ hàng vũ vương tay phải, năm ngón tay xuề ra, sau đó nắm thành quả đấm, chỉ có lực lượng mới là thứ có thể dựa vào. Không có lực lượng, kỹ hàng vũ ta dựa vào cái gì có thể trưởng khống được tập đoàn nam thiên lớn như vậy. Không chỉ là ngự thú, bao gồm cả cháu cũng phải rèn luyện thân thể của mình. Ách, thế nhưng nhân loại chúng ta có rèn luyện thế nào đi nữa cũng không thể đánh lại ngự thú, rèn luyện cũng chỉ vô dụng thôi. Cao bằng lúng túng nói. Thật sao? Kỹ hàng vũ cười cười ý vị thâm trường. Chân trái đột nhiên nổ bắn ra như trường tiên, chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh trong không khí, giống như đại phủ bổ ra, kèm theo một tiếng rít thê lương, cái cây bên cạnh đã ầm ầm gãy nát. Cái cây to chừng bắt ăn cơm lại bị một chân đá gãy. Cao bằng trợn mắt há hốc mồm, thế này thì quá mức rồi. Coi như hắc bạo viên cấp bình thường cũng không nhất định có thể dùng một cước đá gãy cây này chứ. Vừa rồi ta chỉ dùng ba thành lực. Lão kỹ chấp hai tay sau lưng, Đúng lúc có một tia sáng nhàn nhạt chiếu đến từ phía chân trời lên mái tóc ngắn màu xám bạc của kỹ hàng vũ. Làn gió nhẹ thổi tới bên hồ, cốc áo của lão kỹ đông đưa. Lặng lặng hưởng thụ vẻ mặt sùng bái đến từ cháu ngoại. Trong hồ, một ánh mắt đầy nghi ngờ xuyên thấu qua mặt nước nhìn chầm chầm vào kỹ hàng vũ. Đây là người chủ nhân mà ta biết sao. Lực lượng phản hồi lại từ ngự thú mặc dù rất ít, nhưng chỉ cần đẳng cấp ngự thú đủ cao thì lực lượng phản hồi cho chúng ta kỳ thật cũng sẽ dần dần tăng nhiều mà một thân thể cường tráng có thể làm cho chúng ta chạy trốn được nhanh hơn trong lúc đối mặt với nguy hiểm cao bằng gật đầu thật mạnh cảm thấy ông ngoại nói quá có lý nghe được ông ngoại nói như vậy trong nháy mắt cao bằng đã sinh ra hứng thú mãnh liệt với việc rèn luyện thân thể chúng ta là ngự sử bảo trụ tính mạng của mình là việc quan trọng nhất dù sao chỉ cần còn sống thì sẽ có khả năng lật bàn nói xong kỹ hàng vũ nhìn về phía mấy ngự thú của cao bằng năng lực của đại tử là hệ lôi rất khéo ta có một ngự thú có lẽ có thể trợ giúp nó một chút lôi công kỹ hàng vũ từ tốn nói mặt hồ phía sau nhất lên sóng to gió lớn kèm theo đó là lôi quang chói mắt một thân thể cao lớn chậm rãi bò ra khỏi hồ cao bằng mở to hai mắt mình đã từng thấy nó, quả nhiên đó là ngự thú của ông ngoại. Sừng nhọn màu tím dựng thẳng tắp, một vòng lại một vòng xoắn ốc dọc theo thân sừng, vỏ lưng khổng lồ giống như kèn lệnh của lôi thần, hồ quan điện chói mắt giăng kín bên ngoài thân. Một đôi cự kìm nặng nề thò ra từ trong vỏ lưng, đập ầm ầm ở bên bờ, điện quang bắn ra, lưu lại hai cái hố sâu. Một dãy số liệu nhanh chóng hiện lên trong mắt cao bằng, tên quái vật, lôi công loa chương 188, huấn luyện. Tên quái vật, lôi công loa đẳng cấp quái vật, cấp 39 phẩm chất quái vật, phẩm chất sử thi thuộc tính quái vật, hệ lôi, hệ thủy trạng thái quái vật, khỏe mạnh, trầm ổn, năng lực quái vật, khống lôi LV3, khống thủy LV2, cứng rắn vỏ lưng LV3, đặc tính quái vật, lôi loa, hiệu quả hiệu quả bị động, đẳng cấp năng lực khống lôi một Hiệu quả hiệu quả chủ động, toàn lực phóng thích lôi loa sẽ tiếp xúc năng lượng hệ lôi, triệu hồi ra lôi âm phong bạo trong phạm vi nhất định. Nhu cầu tăng lên phẩm chất truyền thuyết, lôi thần thạch 1, 30 tấn vũ linh thủy. Một cái chân màu xanh lam thò ra từ trong vỏ ốc, một tia điện văn lóe lên. Sâu trong vỏ ốc đen kịt, ẩn ẩn có một đoàn ánh sáng màu bạc đang chậm rãi lấp lóe. Lôi công là do ta nhặt được ở trong biển. Lão kỹ chỉ vào lôi công ốc rồi nói, năng lực của nó tuy không phải rất mạnh, nhưng mà tính cách rất ôn hòa dùng để huấn luyện đại tử thì vẫn đủ đại tử e ngại nhìn qua lôi công sau đó lặng lẽ nấp sau chân cao bằng nhưng mà thể tích của nó quá lớn vô luận nó trốn kiểu gì đi nữa nhìn qua đều rất rõ ràng lôi công con tiểu lôi công này giao cho ngươi ngươi hãy huấn luyện năng lực khống lôi cho nó lôi công loa gật đầu vỏ ốc phía sau dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lắc lư tỏ vẻ đồng ý đi thôi Lôi công loa có thuộc tính tương tự với ngươi, nó là tiền bối của ngươi biết không, phải nghe lời tiền bối đó. Cao bằng xoay người nhẹ nhàng nắm lấy râu trên đỉnh đầu đại tử, ôn nhu nói. Đại tử vẫn sợ hãi như cũ, cẩn thận từng ly từng tí quan sát lôi công loa từ khe hở giữa hai chân Cao bằng, kiểu gì cũng không chịu đi qua. Cuối cùng Cao bằng thực sự bất đắc dĩ, phải lệnh cho A ngốc sách gia hỏa này qua đại tử bị nâng lên giữa không trung liều mạng dãy dụa, giọng nói không ngừng vang lên trong đầu Cao Bằng, Cao Bằng, ngươi không cần ta nữa. Cao Bằng, ngươi thay đổi. Ta không thay đổi. Cao Bằng đen mặt trả lời. Là ngươi quá sợ hãi. Vì sao ta lại có một ngự thú hay sợ hãi như ngươi chứ? Học ngươi. Học ngươi. Đại tử Dương Nanh múa vuốt, tức hỗn hển. Đánh rắm, cao mổ ta lúc nào từng sợ qua. Đàn ông tốt đỉnh thiên lập địa, cả đời này ta chưa từng lui lại. Cao bằng tranh thủ thời gian âm thầm hạ lệnh cho A Ngốc che miệng đại tử lại, sau đó quay đầu chính nghĩa lẫm nhiên nhìn chầm chầm vào lôi công rồi lớn tiếng nói, lôi công huynh, cái con ngự thú không nghe lời của ta liền giao cho ngươi huấn luyện thật tốt, tuyệt đối không nên khách khí. Bốn chữ không nên khách khí này cao bằng nhấn rất mạnh hai cái càng thô to của lôi công đập vào trên vỏ lưng phát ra tiếng vang đông 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 kỹ hàng vũ quay đầu cười nói với cao bằng lôi công nói không có vấn đề giao cho nó đi đại tử tuy bị che miệng nhưng giọng nói vẫn truyền vào trong đầu cao bằng thông qua huyết khế cao bằng quay đầu giả bộ như không nghe thấy được ông ngoại thế còn a bang a ngốc và tiểu diễm bọn nó kỹ hàng vũ vẫy tay về phía hồ kèm theo một tiếng long ngâm kinh thiên, một đầu bạch giao phá nước bay ra. Thân thể cao lớn bay lượn giữa không trung, tạo ra một bóng đen khổng lồ trên mặt đất, cùng phong gào thét ép cho bãi cỏ ngã sấp xuống mặt đất. Ngoại trừ tiểu diễm, đây là lần thứ nhất mấy ngự thú này tiếp xúc với bạch giao ở khoảng cách gần như vậy. Xúc tu của A xuẩn giật một cái, thân thể trở nên cứng ngắc, ngã thẳng xuống đất, chỉ còn lại tiếng nỉ non loáng thoáng truyền đến từ trong miệng, cá thật lớn, A ngốc là hệ vong linh, phương thức chiến đấu chủ yếu dựa vào cận chiến, còn A ban cháu chuẩn bị định vị phát triển theo hướng nào? Vị trí phòng ngự và khống chế trong đội ngũ. Cao bằng không chút do dự nói. Lộ tuyến tiến hóa của A ban chính là để cho nó trở nên càng ngày càng có thể chịu đòn. Lúc này nếu chỉ nhìn bề ngoài của A ban thì rất khó nhìn ra nó là một con nhện. Bất kỳ người nào khi lần đầu tiên nhìn thấy nó đều sẽ ngộ nhận nó là một con cua lớn. Đồng thời A-Ban còn có năng lực đặc thù phun tơ nhện Trước mắt, trong mấy trận chiến thì tơ nhện của a Bang có hiệu quả rất tốt Không ít địch nhân sau khi bị tơ nhện dính chặt thì hành động đều sẽ chịu hạn chế rất lớn Vậy là có một tan có năng lực khống chế Kỷ Hàng Vũ gật đầu Nhìn thấy ông ngoại điêu luyện nói ra thuật ngữ tan trong võng du Cao bằng cảm thấy có chút quá dị Vậy thì cần huấn luyện năng lực khống chế và năng lực kháng đòn cho nó, ừ cho huấn luyện chung với A Ngốc đi. Bạch Long, kế tiếp ngươi sẽ bồi luyện bọn nó trên bầu trời Bạch Giao Long khinh thường quét mắt nhìn bọn gia hỏa dưới mặt đất. Nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân, nó đành phải tuân thủ. Ánh mắt kỹ hàng vũ đảo qua trên người A Xuẩn, sau đó rời đi nơi khác không dừng lại chút nào. Năng lực của tiểu diễm kỹ hàng vũ tất nhiên đã biết, trầm mặt một lát rồi nói, tiểu diễm huấn luyện chung với đại tử đi mặc dù lôi công trưởng khống hệ lôi và hệ thủy, nhưng đều là hệ nguyên tố, sẽ có rất nhiều điểm chung. Sau khi phân phối xong xuôi, tiểu diễm chậm chạp nhảy về phía lôi công. Ở một bên, Bạch Giao Long cũng bắt đầu hành trình bồi luyện. A ngốc không sợ hãi chút nào. Nó không biết sợ hãi là thứ gì, gầm nhẹ một tiếng, hung lệ phi thẳng về phía Bạch Giao Long trên bầu trời. Bạch Giao Long quể oải ngáp một cái. Cái đuôi tùy ý vung vẩy, một bóng đen hiện lên, bên hồ giống như đang nổi lên một cơn cuồng phong cấp 8. A ngốc lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống, hung hăng nện xuống bãi cỏ ở ven hồ, mặt đất xung quanh rung mạnh. Con mắt của A bang chớp mạnh hai lần, nuốt một ngụm nước bọt, hai chân điên cuồng đào đất. Năng lực hệ thổ dĩ nhiên vô sự tự thông, mặt đất dưới chân biến thành sốt mềm, A bang rất nhanh đã đào ra một cái hố to sau đó chôn bản thân xuống. Bạch Giao Long đưa Long trảo ra tìm tòi, tinh chuẩn bắt lại A ban từ bên dưới mặt đất. Sau đó tùy ý ném đi, làm nó lăn lộn bảy tám vòng trên mặt đất. A ban giận tím mặt, có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục ta đã nhường nhịn, nhưng vì sao ngươi cứ phải bức ta? Nhắm thẳng vào Bạch Giao Long, hai chân trước của A ban dơ lên cao, từng dãy chân nhện sắc bén bám chắc vào mặt đất. Hai chân trước đập thật mạnh xuống đất, mượn nhờ cổ lực này để bắn thẳng lên trời. Con mắt màu đỏ của A Bang lấp lóe, hung tính của ta đã bị triệt để kích phát, trong trạng thái này, ngay cả chính ta cũng cảm thấy hại. Đương, một tiếng búng tay thanh thúy vang lên ở cái trán của A Bang, A Bang bị một cổ lực lượng mạnh mẽ ép xuống mặt đất. Giữa không trung, ba căn long trảo của Bạch Giao Long vẫn duy trì tư thế bắn ra. Ở phía dưới, A Bang yên lặng đứng dậy rời đi. Không luyện không luyện nữa, trở về ngủ thôi mượn nhờ cơ hội bạch giao long búng A ban ra, A ngốc thừa cơ nhảy lên một cái, song quyền trái phải bộc phát, phóng ra giống như hai đoàn hỏa tiễn. Lực lượng cùng bạo đánh trúng phần bụng của bạch giao long, song quyền đánh vào lân phiến phát ra âm thanh giống như sắt thép va vào nhau. A ngốc chỉ cảm thấy chính mình dường như đã đánh trúng khối sắt, theo sát đó là một lực phản chấn mãnh liệt truyền đến từ lân phiến, hai cánh tay A ngốc tê rần, sau đó bị cổ lực lượng này đánh bay trong mắt Bạch Giao Long lộ ra một tia kinh ngạc, thế mà lại bị đánh trúng. Phần bị đánh trúng ở bụng lộ rõ hai đạo Bạch Ấn hình nắm đấm, chỉ sau thời gian mấy hơi thở, hai đạo Bạch Ấn này dần dần tiêu tán. Linh hồn hỏa diễm trong hốc mắt của A Ngốc chậm giải thiêu đốt, có thế đánh trúng là được. Song quyền đánh ra, A Ngốc chiến ý sôi trào. Nơi xa, trên một cành cây có một con hồng thủy mẫu viên nhỏ, ánh mắt như nước long lanh nhìn chầm chầm vào A Ngốc, trong miệng phát ra tiếng vượng minh mơ hồ, cha, cha, siêu lợi hại. Chương 189, thay đổi. Tự hồ nghe thấy con gái cổ vũ, A ngốc càng đánh càng hăng, mỗi một lần bị đánh bay đều sẽ dùng tốc độ nhanh hơn giết trở lại. Mỗi quyền, mỗi cước đều mang theo tiếng cuồng phong gào thét, giữa không trung chỉ còn lại bóng đen của A ngốc. Bởi vì đây là huấn luyện cho nên Bạch Giao Long giữ lại phần lớn lực lượng của mình, an tâm chơi đùa với A ngốc. A Bang vừa mới chạy ra được vài chục bước thì một đoàn sấm sét dày đặc bắn đến từ phía xa, sấm sét dày đặc nổ ra một cái hố sâu, điện quang lan tràn bốn phía. Những tia sét giống như mạng nhện lan tràn ra vô tình quấn quanh đùi A Bang, làm cho cái chân của nó bị giật đến tê rần. Quay đầu lại liền thấy chủ nhân đang đen mặt nhìn nó, mắt A Bang nhấp nháy mấy cái. Ta đi tìm nhược điểm của con rắn lớn kia. Từ trước tới giờ nó chưa từng nhìn thấy rồng, cho nên ngay lập tức nó coi Bạch Giao Long là một con rắn lớn mọc thêm mấy cặp chân. Nói xong, A Bang liền xoay người nghiêm trang nhìn về phía Bạch Giao Long. Cao Bằng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lôi Công. Lôi Công đang chỉ bảo Đại Tử và Tiểu Diễm. Cùng là quái vật nên chúng giao lưu với nhau dễ dàng hơn nhiều. Trước người Lôi Công trôi nổi năm quả cầu lôi điện to bằng nắm tay, lôi quang màu trắng vô cùng chói mắt. Theo ý niệm của Lôi Công, năm quả cầu bằng nắm tay này bắt đầu xếp thành hình tròn chậm rãi xoay quanh bắt đầu biến đổi thành các loại hình dạng giản dị có hình tròn có hình lập phương có hình tam giác quan trọng nhất vẫn là năm quả cầu lôi này đồng thời biến hóa điều này tương đương với nhất tâm ngũ dụng thế mà lại khủng bố như vậy đại tử chỉ có thể thi triển hồ quan điện khi nhìn thấy một màn liền ngốc thì ra còn có thể chơi như thế nữa lần đầu tiên đại tử cảm thấy một chút tự ti không 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 sau đó đại tử tranh thủ thời gian lắc đầu khẳng định không phải như vậy nhìn thấy đại tử lâm vào tình trạng không thể kiềm chế như thế cao bằng chỉ có thể cảm khái trong nội tâm lại càng cảm thấy chắc chắn thật ra cũng không khó như các ngươi tưởng tượng ngươi với ta có chung một năng lực cho nên điều ta làm được thì chắc chắn ngươi cũng làm được đại tử xoắn suýt nhìn lôi công ngươi lợi hại nhưng ta không lợi hại giống như ngươi những thứ ta thi triển chẳng qua nằm ở mức mà với trình độ hiện nay của ngươi có thể làm được lôi công từ tốn nói giống như tiếng sấm quanh quẩn trên bình nguyên cùng với lời nói của lôi công tiếng sét liên tiếp nổ vang trong không khí hoạt động của nguyên tố lôi trong không khí cũng trở nên mạnh mẽ hơn một cái rồi lại một cái lôi cầu ngưng tụ ở trong không khí lôi cầu rậm rạp chằng chịp trải rộng trong hư không nhìn qua ít nhất cũng có hơn ngàn cái, giống như quần tinh sáng chói. Ở giữa các lôi cầu đều có lôi ti nối lấy nhau, hóa thành một cái lưới lớn. Lôi đình cùng bạo bây giờ trở nên vô cùng ôn hòa, giống như con cừu non lặng yên ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay. Đây mới là tiêu chuẩn bây giờ của ta. Đại tử nuốt nước miếng. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ và ước mơ, bản thân mình cũng có một ngày có thể đạt tới trình độ như thế này sao vì thế ngươi làm đơn giản là được chỉ cần có thể vận chuyển linh hoạt năm quả lôi cầu ở chỗ này của ta coi như ngươi hợp lệ lôi công nói với đại tử đại tử xoắn suýt gật đầu thật ra cũng không khó như ngươi tưởng tượng đối với chúng ta thì việc thao túng lôi điện là năng lực thiên phú giống việc ngươi dùng mấy trăm cái chân để đi vậy ngươi sẽ không cảm thấy nó có gì khó khăn bởi đây là thiên phú của ngươi chỉ cần thuần thục là có thể làm được. Nhưng đối với con chim nhỏ ở bên cạnh ngươi, dùng mấy trăm cái chân để đi lại chính là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Những lời này giống như một mũi tên nhọn đâm trúng trái tim của Tiểu Diễm. Tiểu Diễm ở bên cạnh đang chăm chú tiếp nhận huấn luyện thầm mắng trong lòng. Ngươi nhiều chân thì nhiều chân thôi, liên quan gì tới ta, dù có nhiều chân hơn nữa thì không phải mỗi cái đều ngắn như vậy sao? Tiểu Diễm há mỏ chim trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm. Lần này hỏa diễm không có trực tiếp phục ra như trước mà chậm rãi phiêu phù ở trước mỏ nửa mét, sau đó dùng tốc độ chậm chạp ngưng tụ thành một quả cầu lửa. Vậy mà có thể trực tiếp ngưng tụ ra hỏa cầu trong lần đầu tiên. Dù là lôi công ở bên cạnh cũng không nhịn được rất kinh ngạc. Ngay cả nó trước đây cũng phải thử nhiều lần mới có thể làm được, thế mà con chim một chân này làm một lần liền thành công rồi. Đại tử ghen tị quét mắt nhìn tiểu diễm, hừ. Ngay cả con chim một chân này cũng có thể làm được, mình khẳng định mạnh hơn nó nhiều. Đại tử nhắm mắt lại, cố gắng cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Một luồng sức mạnh yếu ớt không an phận chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể, đúng, đây chính là sức mạnh của mình. Đại tử tranh thủ thời gian câu thông của lực lượng này, cố gắng thúc đẩy nó di chuyển trong người. Dần dần, đại tử càng ngày càng buông lỏng, cũng càng ngày càng ôn hòa. Bước tiếp theo chính là đưa lực lượng trong cơ thể dần dần phóng ra bên ngoài. Đại tử thúc dục của lực lượng này, thông qua tốc độ chậm chạp nhưng chắc chắn chậm rãi phóng thích nó ra khỏi cơ thể. Bụng một tiếng đánh rắm vừa du dương vừa kéo dài. Sắc mặt đại tử căng thẳng, hai mắt khẩn trương chen lấn thành một đoàn. Tiểu diễm trào phúng liếc mắt nhìn đại tử. Cái con rết ngu xuẩn này, mất công trước kia mình còn coi nó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất bây giờ xem ra nó không có chút uy hiếp nào. Nửa tháng sau, thời gian nghỉ hè đã trôi qua gần một nửa. Ven hồ không ngừng truyền ra âm thanh nổ vang. Một cái khô lâu cao hơn 5 mét điên cuồng lao vụt trên mặt đất, không ngừng tránh thoát từng giọt nước rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Mỗi giọt nước đều được ngưng tụ từ trên cao, so với tảng đá còn nặng hơn vài lần, lấy tốc độ vài trăm mét một giây từ trên trời bắn xuống, lưu lại từng hố sâu trên mặt đất. Dù A Ngốc có lực phòng ngự không kém cũng không dám tùy tiện để mấy giọt nước này rơi vào trên người, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiết tấu chiến đấu, sau đó sẽ bị càng nhiều nước rơi trúng người. Trong màn nước dày đặc thỉnh thoảng xen kẻ đuôi rồng quét ngang đánh lén, đuôi rồng cuồng bạo mang theo cùng phong dữ dằn, nhấc lên từng tiếng ma sát trong không khí. Huyết ti tâm trong lòng ngực A Ngốc điên cuồng nhảy lên, dùng thế thiết bản kiều tránh khỏi đuôi rồng quét tới, sau đó hai tay mượn lực đập mạnh xuống đất nhảy vọt người lên, dùng một phát đấm mốc đánh trúng vùng bụng của Bạch Giao Long. Toàn bộ quá trình liền mạch, kết thúc trong vòng vài hơi thở. Sau khi vung ra quyền này, A Ngốc mượn lực phản chấn xoay tròn giữa không trung một vòng rồi mới bình ổn rớt xuống đất. A Bang ở sau lưng nó khoan thai chậm rãi đi tới, quơ đôi càng cổ vũ hò hét. Ồ, chiến đấu kết thúc rồi hả? Bạch Giao Long trên bầu trời thu hồi năng lực khống thủy của mình, rút lại đuôi rồng, nhàn nhạt mở miệng. Rất tốt, phản ứng và tốc độ của ngươi đều đã đạt đến tiêu chuẩn hợp cách. Năng lực khống thủy vừa rồi của ta đã đạt đến toàn lực của quái vật cấp thủ lĩnh hệ thủy, ngươi có thể đến gần kẻ địch dưới loại công kích như vậy, thế thì trận chiến này coi như đã kết thúc một nửa. Về phần ngươi, ánh mắt bạch giao long chuyển lên người a ban a ban hợp thời ưỡn ngực khoe khoang nâng lên móng vuốt dù sao chỉ là một cái khiên thịt mà thôi chịu đòn là được rồi một bên khác, tiểu diễm bay lượn trên mặt hồ, quanh người nó có 10 quả cầu lửa vờn quanh, thỉnh thoảng có một quả cầu lửa thoát ra rơi vào mặt hồ, nhấc lên sóng lớn mấy mét. Ở bên bờ, hai sợi râu đại tử kéo căng, thân thể công thành cây cung, phía trước hai sợi râu của nó là năm viên lôi cầu to bằng quả bóng bàn đang cố gắng ngưng tụ, sáng tối chập chờn, nhìn qua dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào trong vòng nửa tháng mà ngươi đã có thể làm tới trình độ này, thật ra cũng đã không tệ rồi. Lôi công tán dương đại tử. Một bên khác ở bờ sông, kỹ hàng vũ và cao bằng sóng vai mà đứng, nhìn tiểu diễm đang bay lượn trên bầu trời, cháu thật sự muốn đi vào trong rừng rậm. Vâng, cháu chỉ muốn đi xem một chút. Ông ngoại yên tâm đi, cháu chỉ ở bên ngoài nhìn xem một lát, không đi vào. Cao bằng gật đầu. Chương 190, đây chỉ là thao tác cơ bản cái này cho cháu lão kỹ lấy một cái túi nhựa plastic màu đen từ trong túi quần ra từ hình dáng góc cạnh của nó thì có thể suy đoán bên trong là đồ vật dạng laptop điện thoại cao bằng nhận lấy mở ra ngay trước mặt lão kỹ bên trong túi chứa một tấm bản đồ màu vàng nhạt sờ lên rất thô ráp cũng không biết được chế tạo từ cái gì tiếp đó còn có một cái tấm phẳng và một cái la bàn tinh vi cái tấm phẳng này là năng lượng mặt trời, bên trong có bản đồ điện tử, còn có thể gọi điện thoại. Chỉ cần có tín hiệu, sử dụng địa đồ và la bàn ra sau mấy ngày nay ta sẽ dạy cho cháu. Bản đồ này là địa đồ nội bộ, địa hình lớn nhỏ và những nơi nguy hiểm gần thành phố Du Châu đều được viết rõ ràng ở phía trên, cháu phải xem nhiều một chút. Cháu có ngự thú loại phi hành, cho nên có được thêm một tầng đảm bảo so với phần lớn ngự sử khi đi thám hiểm lúc đối mặt với nguy hiểm cháu phải học được lấy hay bỏ. Có ông ngoại ở đây, ta sẽ mãi mãi là lực lượng của cháu, muốn làm cái gì thì cứ yên tâm to gan đi làm. Gương mặt góc cạnh của kỹ hàng vũ chẳng biết lúc nào trở nên nhu hòa, một vòng nụ cười ấm áp chậm chậm nở rộ ở trên mặt. Cao bằng quay lại, ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn ông ngoại, mái tóc màu xám bạc của ông ngoại được chải vuốt rất chỉnh tề. Còn nhớ trước kia mái tóc của ông ngoại vẫn là màu đen từ cao bằng dùng giọng mũi ừ một tiếng. Đáng nhắc tới chính là trong nửa tháng này A Xuẩn rốt cục tấn cấp thủ lĩnh, thể tích không gian tùy thân tăng vọt. Khoảng chừng bằng khoang sau của xe tải lớn, có thể nói là cuối cùng cũng từ chất biến nên đón lượng biến, đạt tới tưởng tượng lúc đầu của Cao Bằng, nhà kho di động. Ở bên trong không gian tùy thân chất đầy đồ ăn, dược phẩm, lều vải. Một loạt các nhu yếu phẩm cần thiết cho việc sinh tồn ở giả ngoại. Cao Bằng vẫy vẫy tay với lão kỹ, sau đó quay người nhanh chân rời đi. kỹ hàng vũ nhìn theo bóng lưng cao bằng, muốn dặn dò thêm một chút, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. cuối cùng chỉ có thể yếu ớt thở dài, chấp hai tay sau lưng quay người rời đi. mở địa đồ ra, cao bằng bắt đầu phân biệt phương hướng. bây giờ chắc hẳn ta đang ở chỗ này. cao bằng nhíu mày tự lẩm bẩm. trước tai biến thành phố du châu vốn có tên gọi là thành phố núi tọa lạc bên trong dãy núi sau tai biến dãy núi không ngừng biến hóa càng trở nên nguy nga tráng lệ sâu thẳm yên tĩnh thành phố du châu nằm ở vị trí chính giữa trên bản đồ lấy du châu làm trung tâm mở rộng ra bốn phía trên rất nhiều ngọn núi đều có vẻ một chút hình ảnh quái vật bên cạnh hình ảnh đó còn có vài dòng chữ giới thiệu về quái vật có khu vực cá biệt trên bản đồ được khoanh đỏ ở vị trí nào đó trong vòng đỏ có vẻ lên mấy dấu gạch đỏ Dấu hiệu này cho biết ở khu vực đó có quái vật cấp lĩnh chủ xuất hiện. Chỗ có gạch đỏ là nơi quái vật cấp lĩnh chủ thường xuyên xuất hiện. Cao Bằng cảm thấy đau răng. Vòng đỏ trên bản đồ này cũng quá nhiều rồi, thô sơ giảng lược nhìn qua đã không dưới 10 cái. Bảo sao ông ngoại nói giả ngoại rất nguy hiểm. Cao Bằng không ngừng tìm kiếm trên địa đồ. Ở một tuần lễ trước, Cao Bằng phát hiện một cái chức năng mới rất thú vị khi hắn tập trung chú ý vào một loại tài liệu nào đó trên khung số liệu không hiểu sao lại xuất hiện vị trí của loại tài liệu đó nhưng hắn chắc chắn trước kia mình không có loại công năng này không nghĩ ra được cuối cùng cao bằng chỉ có thể kết luận là do cường độ linh hồn của mình tăng lên làm cho chức năng mới của khung số liệu bị mở ra theo cường độ linh hồn của mình tăng lên khung số liệu cũng càng ngày càng hoàn thiện Bây giờ mấy ngự thú trong tay mình ngoại trừ A Xuẩn vẫn chỉ là cấp thủ lĩnh với phẩm chất tinh nhuệ, mấy ngự thú còn lại đều là cấp thủ lĩnh phẩm chất hoàng mỹ. Trọng tâm trước mắt của Cao Bằng là tăng phẩm chất A Bang và đại tử lên tới phẩm chất sử thi, để bọn chúng thức tỉnh đặc tính quái vật. Điều kiện để A Bang tiến hóa lên phẩm chất sử thi là nuốt một viên địa linh tâm, sau đó vùi sâu vào trong đất ngủ say 72 giờ là có thể tiến hóa thành đại địa thuẫn chua. Cao Bằng không ngừng liếc nhìn trên địa đồ, tìm kiếm hoàn cảnh có thể sẽ sinh ra địa linh tâm. Địa linh tâm, địa linh tâm. Nơi này, nơi này, còn có nơi này. Ba khu vực này đều có điều kiện thích hợp để sinh ra địa linh tâm. Trầm ngâm một lát, cuối cùng Cao Bằng chọn một cái gần nơi này nhất. Chậm một chút, tiểu diễm ngươi bay chậm một chút. Đại tử, không được chạy xa. Còn nữa, đó là quả thối thối, không thể ăn. A à Bang, nhanh đứng lên cho ta. Đó chỉ là một con thiết giáp trư bình thường, không phải heo thần gì đâu. Ngươi mẹ nó, đừng có quỳ xuống. Trên đường đi cao bằng vất vả hao tâm tổn trí, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cảm thấy mình vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ. Mỗi một ngự thú đều có tư tưởng của mình, theo tuổi tác của bọn chúng ngày càng tăng, tính cách cũng càng ngày càng sinh động, sẽ không còn chỉ biết lăn lộn bán manh như lúc đầu. Nhưng mà, cao bằng thà rằng bọn chúng chỉ biết lăn lộn bán manh. Qua ròng rã nửa ngày, một đoàn người mới đi được không đến 5 cây số. Cao bằng xoa xoa mồ hôi trên trán, nếu cứ như vậy tiếp thì mình phải đi tới khi nào mới có thể đến nơi. Cũng may cây cối xung quanh rất tươi tốt, ánh nắng chiếu xuống từ đỉnh đầu cơ bản đều bị cản lại, không khí cực kỳ râm mát. Ông ông ông, lít nha lít nhít âm thanh vù vù quanh quẩn bên trong rừng rậm, tiểu diễm đang bay lượn ở trên không trung thông qua huyết khế nói cho cao bằng chủ nhân có mũi to nhiều con mũi nhiều con mũi trong lòng cao bằng lột bột bầy mũi bình thường có số lượng cũng không ít chúng được coi là một loại quái vật rất khó đối phó trong rừng rậm trong rừng rậm âm u đều là thân cây thô to bụi cây rậm rạp có khắp mọi nơi chính vì thế chỉ có thể thông qua phương hướng âm thanh truyền đến để phán đoán vị trí của bầy mũi tiểu diễm xuống đây đi Cao Bằng ra lệnh cho Tiểu Diễm. Tiểu Diễm phá vỡ tán cây vững vàng rơi xuống bên cạnh Cao Bằng, quay đầu ngưng trọng nhìn chầm chầm vào phương hướng có bầy mũi. Sau đó há mỏ chim, một đoàn hỏa diễm màu da cam chậm rãi ngưng tụ trong cổ họng, không cần phiền toái như vậy. Cao Bằng nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của Tiểu Diễm. Khụ khụ khụ. Cái đoàn hỏa diễm này bị Tiểu Diễm mạnh mẽ nuốt trở về. Gần nhất hình thể của Tiểu Diễm tăng vọt, cả người cao khoảng chừng hai thước rưỡi. Cao bằng muốn sờ đầu nó thì phải nhón chân lên, vươn cánh tay ra mới làm được. Đối phó với loại quái vật này chúng ta phải dùng trí. Cao bằng lấy một chiếc túi thơm lớn cao chừng nửa thước từ trong không gian tùy thân. Đây là túi thơm đuổi mũi được chế tạo từ hỗn hợp nhiều loại thực vật có tác dụng đuổi mũi đã biến dị sau tai biến như dạ lai hương, tử kim huân y thảo, thiên trúc kim quỳ, cự hương chương, kim biên thất lý hương. Cao bằng ôm lấy túi thơm, một cổ mùi thơm ngát nồng đậm của cỏ cây lan tràn ra bốn phía. Tiếp theo là thời điểm chứng kiến kỳ tích. Nơi xa, một con hắc thiết cự văn sông lên đầu tiên bỗng nhiên dừng lại, cái mũi khẽ đóng mở, một mùi hương kỳ quái truyền đến từ trong không khí. Mùi hương này cực kỳ cổ quái, hắc thiết cự văn mới hít thật sâu một hơi đã suýt chút nữa ngất đi. Đôi cánh sau lưng rung rẩy kịch liệt, Sương cốt thiếu chút nữa bị mùi vị này làm cho thối xốp giòn. Quẹ nôn thang hai tiếng, hắc thiết cự văn cuốn quyết thay đổi phương hướng. Hắc thiết cự văn là tiên phong của bầy mũi, tương đương với mũi tên của đàn mũi phía sau, phương hướng nó phi hành chính là phương hướng của những con mũi còn lại. Âm thanh của bầy mũi ở nơi xa dần dần biến mất. Khóe miệng cao bằng nhếch lên, thu hồi túi thơm đuổi mũi ở trong tay, bình tĩnh nói với mấy ngự thú đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, Thao tác cơ bản, đây chỉ là thao tác cơ bản. Chương 191, chuyện không quá 3 lần. Cứ tiếp tục như thế thì khả năng chúng ta phải đi một tuần lễ mới có thể đến chỗ cần đến. Sau khi xua đuổi bầy mũi, Cao Bằng mở miệng răng dạy mấy ngự thú. Nơi này là giả ngoại, các ngươi không được lì lợm như thường ngày, phải ngoan ngoãn nghe lời cho ta. Răng dạy mấy ngự thú xong, cao bằng lấy ra một cái chăn lông hình vuông từ trong không gian tùy thân của a xuẩn trên bốn góc của chăn đều có dây thừng buộc dây thừng vào trên chân a bang dây thừng rất nhỏ cũng không ảnh hưởng tới hành động của nó sau đó cao bằng đặt mông ngồi lên lưng a bang xê dịch mông mấy lần thử một chút cảm giác cũng khá thoải mái dễ chịu a ngốc ngươi buộc đại tử vào trên lưng chúng ta đi nhanh lên ban đêm còn phải tìm chỗ nghỉ ngơi nữa cao bằng hạ lệnh lần này tốc độ vài con ngự thú nhanh hơn không ít lúc đầu mới ngồi trên lưng a bang thì còn có cảm giác lung lay nhưng sau đó cũng không cảm thấy gì nữa nửa đường cũng có một chút quái vật bị kinh động nhưng tốc độ của nhóm cao bằng rất nhanh xuyên thẳng qua lãnh địa bọn chúng không chút dừng lại mà bọn chúng cũng phát hiện khí tức cấp thủ lĩnh trên người a bang cho nên những con quái vật này cũng ngầm đồng ý cho nhóm người cao bằng một đường xuyên qua lãnh địa của mình gió lớn thổi vào trên mặt, cao bằng hít mắt lại, nhìn cảnh vật từ bên người chạy vụt qua. Phía trước là một dòng suối, có mấy khối đá xanh lớn phủ đầy rêu đứng vững vàng giữa dòng suối. Trong nháy mắt A Bang đã nhảy qua dòng suối, Cao Bằng chỉ nhìn thấy một bóng đen hiện lên trong mắt. Sau một thắt liền cảm giác mình đang bay lên. Giống như trước ngực bị người nện cho một quyền. Ngược lại cũng không có đau bao nhiêu, sau đó bịch một tiếng rơi vào trong nước lúc này Cao Bằng mới nhìn rõ là thứ gì đã tập kích mình. Một đống đồ vật đen xì xì tựa như quả đông lạnh dính ở trước ngực mình, trong lúc nhất thời không thể thấy rõ là cái gì. A ngốc bước lên hai bước, khẽ cuối người lôi đống đồ vật dính vào trên người hắn ra. Lúc này Cao Bằng mới thấy rõ được. Tên quái vật, sơn ẩn thủy điệt đẳng cấp quái vật, cấp 12, cấp tinh anh, phẩm chất quái vật, phẩm chất phổ thông thuộc tính quái vật, hệ thủy nhược điểm quái vật, một Công kích hệ lôi, 2. Muối Chính mình bị con quái vật này đập rơi từ trên lưng A ban xuống. Cao bằng giống như nghĩ đến cái gì đó, quay đầu quan sát bốn phía khu vực sông. Ở xung quanh dòng suối, từng đoàn thân thể hơi mờ đang không ngừng vây đến nơi này. Rời khỏi đây trước. Cao bằng bám lấy xương sườn A ngốc leo lên trên, một đoàn người nhanh chóng rời khỏi dòng suối này. Sau khi lên bờ, trên người đại tử, A Bang và A Ngốc hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút sơn ẩn thủy điệp quấn quanh. Quanh người đại tử có điện quang lóe lên, con đĩa bò trên lưng nó trong nháy mắt bị giật thành một đống than đen xì. A Ngốc hung hăng ném con đĩa trong tay đi, con đĩa bột một tiếng dính vào mặt đất, sau đó chậm rãi nhúc nhích. Bên ngoài da của nó có rất nhiều chất lỏng trong suốt sền sệt, nhìn qua thì thấy rất thô ráp giống như có rất nhiều hạt tròn trên đó sau khi con đĩa rời khỏi mặt nước thì hình như rất không thích ứng lúc lắc cái đầu sau đó phán đoán được vị trí dòng suối liền liều mạng bò trở về dọc theo bờ suối đắp lên một đống đĩa thật dày những con đĩa này lúc ở trong nước thì thân thể hiện lên vẽ trong suốt sau khi rời khỏi mặt nước thì lại có màu đen nhưng mà không có một con nào có can đảm rời khỏi dòng suối có mấy con đĩa thận trọng chạm đến lớp bùn đất ướt át ở ven bờ sau đó lại rụt về dường như việc lên bờ đối với chúng nó là một chuyện rất khủng bố nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của chúng cao bằng dường như có điều suy nghĩ lấy ra tấm phẳng ở trên đó có một ô tín hiệu lựa chọn định vị vị trí nơi này đánh vài dòng trên tấm phẳng sau đó lưu lại thông tin thu hồi tấm phẳng cao bằng một lần nữa cưỡi lên a bang tiếp tục đi vừa đi chưa đến hai cây số thì lại có một đoàn bóng đen hiện ra ở trước mắt sau đó cao bằng cảm giác mình bị một con gì đó ngậm vào mồm. Hoàn cảnh trước mắt tối đen như mực, một mùi tanh hôi nồng đậm thiếu chút nữa làm hắn ngất đi. A ngốc ở một bên thay cao bằng tiếp nhận công kích này, xương đầu phát ra tiếng phanh phanh giòn vang. Chân phải đột nhiên dẫm mạnh lên mặt đất, xương sống như đại long, cánh tay trái xoay tròn, thân hình chớp mắt bạo khởi, một chưởng nhanh chóng đánh ra. Tật phong báo bị đánh bay ra ngoài, đụng mạnh vào một thân cây, cao bằng cũng theo đó rơi xuống mặt đất. A Ngốc vẫn nộ xông về phía trước. Tật Phong Báo nhanh chóng đứng lên cục đuôi chạy trốn nhanh như chớp. Tên quái vật, Tật Phong Báo đẳng cấp quái vật, cấp 26 phẩm chất quái vật, tinh nhuệ thuộc tính quái vật, hệ phong mấy ngự thú của hắn cũng không am hiểu tốc độ, A Ngốc cũng chỉ bộc phát tốc độ cao ở khoảng cách gần, nhưng đường dài thì lại không được. Ngược lại Tiểu Diễm vẫn muốn đuổi theo nhưng trong vùng rừng rậm này lại có quá nhiều nguy hiểm, Cao Bằng không dám để cho tiểu diễm một chim một mình đuổi theo, nên đành phải thôi. Căm hận nhìn theo phương hướng tật phong báo biến mất, Cao Bằng nhổ một ngụm nước bọt. Con báo chết tiệt, đừng để ta bắt được, nếu không ta nhất định sẽ lột da của ngươi. Một lần nữa ngồi trên lưng A Bang, một đoàn người tiếp tục xuất phát về phía đích. Mặt trời ngày càng ngã về Tây, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Mọi người lại thêm chút sức, Tiếp tục đi 10 phút nữa chúng ta sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt." Cao Bằng khích lệ nói. Lời nói vừa dứt, trước mặt lóe lên một bóng đen, thân thể Cao Bằng kéo căng, theo phản xạ cúi đầu xuống, nhưng do ở quá gần nên dù đã cúi xuống thì Cao Bằng vẫn bị đánh bay. Bước chân A Ban đột nhiên ngừng lại, nghi ngờ dò xét bốn phía. À, tên vừa rồi mới tập kích chủ nhân đâu rồi, sao lại không nhìn thấy hắn nữa? cao bằng đứng lên khỏi mặt đất chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang cháy hừng hực đây là lần thứ ba lần thứ ba em gái ngươi tất cả đều tới đánh ta có phải cảm thấy cao bằng ta là người yếu nhất ở trong đội ngũ không cao bằng tức sắp điên làm sao một cái hai cái tới đều chọn tập kích bản thân mình chứ đây là một mảnh đất trống rộng rãi giữa mảnh đất trống trừ một cây bồ quỳ thụ rất lớn ra thì không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào khác cao bằng gắt cao nhìn cây bồ quỳ thụ kia. Khóe miệng hắn dần dần cong lên, phát họa ra một vòng cười lạnh. Ngươi ưa thích giả bộ đúng không? Nếu ngươi đã ưa thích giả bộ thì ta đây sẽ nhìn xem ngươi có thể nhịn tới khi nào. Gọi mấy ngự thú trở về. Sau đó thông qua huyết khế ra lệnh cho đại tử và tiểu diễm. Đốt nó, đốt trụi cái cây đó cho ta. Mắt tiểu diễm sáng lên, vỗ cánh bay lên không trung. Không khí chung quanh đôi cánh vặn vẹo, sau đó từng đoàn từng đoàn hỏa diễm xuất hiện từ trong không khí. Hỏa diễm theo gió xoay tròn, tiếp theo hỏa diễm càng lúc càng lớn, hóa thành từng quả cầu lửa. Quả cầu lửa điên cuồng xoay tròn giữa không trung, sau đó đồng loạt bay về phía bồ quỳ thụ. Rầm rầm rầm, quả cầu lửa liên tiếp đánh trúng bồ quỳ thụ, ngọn lửa rơi trên lá cây, thế lửa bốc lên. Bồ quỳ thụ vẫn một mực lẳng lặng bất động nãy giờ đột nhiên lay động kịch liệt cành cây điên cuồng run rẩy, lá cây to như cái quạt điên cuồng lay động. Tên quái vật, kim biên bồ quỳ thụ yêu đẳng cấp quái vật, cấp 29, cấp thủ lĩnh, phẩm chất quái vật, phổ thông thuộc tính quái vật, hệ một nhược điểm quái vật, một hệ hỏa, hai hệ lôi. Trên trán đại tử ngưng tụ từng quả cầu lôi, lôi cầu nổ bắn ra khắp nơi. Đồng thời còn có từng tia hỏa diễm hóa thành dây thường quấn quanh người thụ yêu. Dù cho đã thành tinh, dù là có được ý thức đơn giản nhưng mà dù sao nó cũng chỉ là một cái cây liên tiếp bị hỏa diễm đánh trúng kim biên bồ quỳ thụ yêu kêu trên liên hồi cuối cùng bị đốt thành một đống tro tàn